em chào chị Sáu. À, hôm nay là ngày 13 Tây, tháng 11 năm 2020. Em trên đường đi Long Hưng đó, thì cũng ghé hỏi thăm chị. Nay chị qua sao rồi? Uống thuốc chịu ha. Lần đi vậy tốn nhiêu tiền? Phượng Hoàng ơi, chị cũng báo cáo với em là cái phần 200 đô của Nancy Phan và Lady Điệp á, chị đổi ra là 200 đô thì đổi ra là 100 đô 2.310.000, 200 đô là 4.620.000, thì chị trao tới thời điểm này á, là còn lại 170.000, còn 170.000 thì bữa nay chị Linh đại diện Phượng Hoàng cùng với Nancy Phan và em bé Thị Điệp trao cho chị Sáu luôn 200 ha. 170.000 này rồi chị bù vô thêm cho đủ rồi chị trao cho chị Sáu luôn 200.000. Này em đại diện Phượng Hoàng cùng với Nancy Phan và em bé Thị Điệp tặng cho chị ha. À, Phượng mà quý nhà hảo tâm ơi, đây là chị tên gì em quên rồi. Chị Lê Thị Sáu. Chị bao nhiêu tuổi? 64 tuổi thì chị bị ung thư. Với chị bị gãy khớp háng nữa thì cũng năm ngoái năm nay rồi. Thì Linh cũng đi đáo lại cái hoàn cảnh của chị. Thì nay ghé lại gửi thêm chị chút đỉnh, chị mua thêm đồ ăn ăn ha. Rồi hai Linh bye bye, chúc cả nhà luôn vui vẻ, an lành và hạnh phúc. Thì em đăng bài lên hả, nếu mà có ai trợ duyên, em có nhận được quà nữa thì em trở lên. Dạ, rồi em bye chị ha, em về. Dạ. Rồi em về nha.